Đây là khung cảnh của một buổi biểu diễn tài năng. Nhà đầu tư là ông chủ sói nổi tiếng nghiêm khắc, nhìn những con vật biểu diễn chăm chỉ trước mặt. Nhưng ông ta cũng không thèm nhìn thêm, ông ấy tức giận với con mèo béo của trợ lý, chất vấn tại sao chất lượng tuyển thủ của anh ấy lại kém như vậy. Mèo béo tình cờ phát hiện ra có ai đó đang lấp ló sau tấm rèm để truyền năng lượng cho nhau. Koala và nhóm của mình đã đứng trên sân khấu như thế này, nhưng ngay khi vừa mở miệng họ đã bị ông chủ sói lại bỏ. Khi động vật thất vọng chuẩn bị rời đi, chú lợn thì thầm với nhau về ca sĩ sư tử huyền thoại đã thu hút sự chú ý của ông chủ sói. Là fan trung thành nhất của sư tử, ông chủ sói quyết định cho họ một cơ hội khác. Cứ như vậy, Koala nhanh chóng sắp xếp các con vật để bắt đầu màn trình diễn mới. Lần này, thành tích xuất sắc của họ đã được ông chủ sói công nhận, nhưng có một yêu cầu rằng ngày biểu diễn, nhóm Koala nhất định phải mời được ca sĩ huyền thoại sư tử lên đài để có cơ hội biểu diễn. Koala lập tức đồng ý mà chưa suy nghĩ. Thực tế, tất cả đều đến từ những rạp hát nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Koala với tư cách là chủ rạp hát, luôn muốn đưa các thành viên của mình đến thành phố lớn, nhưng cô chó giám sát phụ trách dự thảo từ đầu đến cuối không thèm xem tiết mục của họ. Mặc dù Koala đuổi theo điên cuồng trên chiếc xe đạp, hy vọng có được một buổi thử giọng, nhưng chó giám sát vẫn từ chối anh ta một cách tàn nhẫn. Koala lạc lõng trên đường, đã nghĩ ra một ý tưởng. Trong tay anh không có một lời mời nào, mà lại đưa các thành viên của mình đến thủ đô giải trí. Nhưng vì họ không hẹn trước, nên đã bị chặn lại bên ngoài rạp hát. May mắn thay Koala rất linh hoạt, phát hiện nhân viên vệ sinh của rạp và chị voi rất giống nhau, vì vậy đã để chị voi mặc quần áo giả trang đưa mọi người vào rạp. Tại thời điểm này buổi thử giọng đã bắt đầu, vì vậy cảnh ở phần đầu đã xảy ra. Mặc dù họ có cơ hội biểu diễn, điều quan trọng nhất bây giờ là họ hoàn toàn không biết về sư tử già, nhưng họ chỉ còn 3 tuần ngắn ngủi nữa. Sư tử này là ca sĩ huyền thoại của một thế hệ, tất cả các bài hát của anh ấy đều được viết cho vợ mình. Anh ấy đã bỏ âm nhạc kể từ khi vợ anh ấy mất cách đây 15 năm, không bao giờ hát nữa. Những con vật bắt mắt để có thể tham gia biểu diễn, nhất định phải mời được sư tử già biểu diễn. Vấn đề là không ai biết sư tử sống ở đâu, họ đành phải chia nhau hành động. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu buổi diễn tập. Bà nội thằn lằn phụ trách tìm kiếm sư tử già. May mắn trời cao không phụ người có lòng, sau những nỗ lực không ngừng, thằn lằn bà tìm thấy nhà của sư tử già. Sư tử vốn sống ẩn giật nhiều năm nên không muốn bị quấy rầy, nên đã đuổi bà thằn lằn ra. Và bên này của buổi diễn tập đã không diễn ra tốt đẹp. Hôm đó ông chủ sói đưa con gái của mình đi kiểm tra, trùng hợp bắt gặp lợn mẹ và mắc chứng sợ độ cao. Không có cách nào để tiếp tục diễn tập, ông chủ sói yêu cầu cô con gái tò mò của mình lên thử nó. Kết quả là con gái ông chủ sói thích buổi biểu diễn, không còn cách nào, lợn mẹ chỉ đành bị thay thế. Mặc dù cô ấy không có ý kiến, nhưng đằng sau lưng thì vô cùng đau lòng. Bà thằn lằn bị đuổi về, cũng nói với Koala sự thật rằng mình đã bị sư tử từ chối. Nhìn màn trình diễn ngày càng gần hơn, Koala lại phải đưa chị nhím đi thăm một chuyến. Kết quả thì hay rồi, họ vô tình bị hàng rào điện giật và ngất đi. May mắn thay sư tử đã cứu họ, nhưng bất chấp sự thuyết phục của Koala, da miệng cũng mỏng đi một lớp. Sư tử già vẫn nhất quyết từ chối, không đồng ý tham gia biểu diễn. Không có cách nào, Koala đành quay trở lại trước. Hóa ra toàn bộ chương trình đều rất trôi chảy, chỉ có con gái của ông chủ sói diễn xuất kém. Koala thảo luận với con gái ông chủ sói, hy vọng có thể trả lại vị trí cho lợn mẹ để hiệu suất công việc cao hơn. Anh nói lời này không phải đi tìm đường chết hay sao? Cô bé sói tức giận quay đầu định đi tìm cha mình. Koala không thể ngăn cô ta lại. Lần này hay rồi, sư tử thì không mời đến được, còn đắc tội tới con gái ngọc ngà của ông chủ. Koala cảm thấy buổi biểu diễn này khó mà diễn ra, bắt đầu thu dọn hành lý của bạn một cách âm thầm, chuẩn bị bắt chuyến tàu qua đêm. Đó là một bầy thú đã thành tinh, không chỉ có thể hát và nhảy mà còn có thể biểu diễn, thậm chí để mời ca sĩ sư tử huyền thoại ra tay giúp đỡ. Nhím đã hát trước cửa nhà anh 3 ngày 3 đêm, đã khiến sư tử từ bỏ nghiệp ca hát 15 năm bó tay. Nhưng khi chú sư tử già cưỡi một chiếc Harley đưa cô bé nhím đến rạp hát, Koala nói với họ rằng buổi biểu diễn đã bị hủy, sếp sói sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, tiếng chuông cửa vang lên. Koala nghĩ rằng đó là ông chủ sói đến tìm mình tính sổ, sợ hãi trốn trong vali. Xem ra một tên Koala nhát gan như vậy, sư tử già cũng rất thất vọng. Lần đầu tiên sau 15 năm anh muốn trở lại sân khấu, nhưng không mong đợi nó người hỗ trợ lại như vậy. Anh ta mở cửa và muốn rời đi. Những động vật ngoài cửa đặc biệt ngạc nhiên khi nhìn thấy sư tử già, nhưng sau một số cuộc thảo luận họ quyết định bỏ chạy. Sư tử già đứng dậy và nói với họ, trốn chạy không có tác dụng, chỉ có cách giữ lấy ước mơ của bạn, chỉ cần kiên trì làm tới cùng. Lời nói này thức tỉnh Koala, bây giờ anh ấy chỉ còn một bước nữa để thực hiện ước mơ của mình, tuyệt đối không thể lùi bước. Anh ấy đã quyết định rằng chương trình phải tiếp tục. Hãy để bà nội thằn lằn tìm con gái của ông chủ sói, thuyết phục cô ấy thay đổi vai trò. Sau đó để lợn mẹ, để 25 trong số những con Peppers nhỏ của đến làm loạn. Thành công dẫn đi nhân viên bảo vệ, nhân viên Koala đã nhân cơ hội này để thông báo chương trình sẽ sớm bắt đầu. Khi mọi người nghe thấy tên của vua âm nhạc ca sĩ sư tử già, tất cả đều đứng dậy và đến rạp để chờ đến lượt biểu diễn. Tinh Tinh cũng gọi đến cả bầy của mình để duy trì trật tự. Mèo béo nhận được tin thì nhanh chóng đánh thức ông chủ, nhưng buổi diễn trong rạp đã bắt đầu rồi. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.
Chỉ khi lợn mẹ chuẩn bị nhảy xuống, nỗi sợ độ cao của cô ấy lại tiếp tục xảy ra. Sau đó ông chủ sói đến trễ, ném koala từ trên cao xuống. Nhìn thấy cảnh này, lợn mẹ không còn sợ hãi, nhảy thẳng từ bệnh trên xuống, bắt thành công koala. Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt sư tử ra. Nhưng khi anh nhìn thấy hình ảnh của vợ mình trên cây đàn guitar, lúc này anh ấy lùi lại. Không còn cách nào, cô bé nhím phải ra sân khấu trước. Khi thấy khán giả bị tiếng hát của chị nhím thu hút, họ đồng thanh hát cùng nhau. Sư tử già cảm thấy như thể có vợ ở bên cạnh mình, lần này anh ta sẽ không chạy trốn. Sự xuất hiện của sư tử già ngay lập tức làm nổ tung toàn bộ rạp hát. Chàng ca sĩ được chờ đợi từ lâu cuối cùng đã trở lại với giọng hát tuyệt vời của anh ấy. Chương trình cũng kết thúc hoàn mỹ. Koala bước lên phía trước, mong ước ra sân khấu quốc tế cũng đã thành hiện thực. Cô chó giám sát đến mời họ tham gia một buổi biểu diễn mới. Câu chuyện kết thúc tại đây. Có rất nhiều trở ngại trên con đường theo đuổi ước mơ của bạn, nhưng giống như sư tử già đã nói, đừng chạy trốn. Kiên trì với niềm tin của bản thân, từng bước hướng tới mục tiêu, cho dù hành trình xa, cho dù có khó khăn, chúng ta cũng không nên lùi bước. Bạn nghĩ sao? Tôi là Tiểu Cửu, hẹn gặp lại lần sau.